bạn bè ai cũng trêu chồng thì trong đoàn văn nghệ lúc nào cũng phong độ sáng sủa, còn mình thì già nua lôi thôi. Mọi người còn nghĩ anh ấy lại không cho chị đi làm đẹp nữa cơ. Không, ai mà không thích vợ đẹp. Anh thì tư tưởng rất thoải mái, ai mà chả muốn vợ đẹp. Mà đàn ông mà không thích gái đẹp thì đó là điều nói dối. Mà đàn ông thích gái đẹp mà không cho vợ đi làm đẹp thì không đáng mặt là đàn ông. Các chị em ơi, nếu các chị em cũng gặp phải tình trạng da nhăn nheo chảy xệ như mình thì các chị em hãy tìm đến thẩm mỹ viện BB Thanh Mai để làm đẹp nhé, vì đây là cơ sở làm đẹp cực kỳ uy tín và chất lượng. Ưu đãi sốc giảm 70% cho 20 khách hàng đầu tiên để lại số điện thoại đăng ký, hotline 1800 6617. BB Beauty, BB Thanh Mai, tự hào 23 năm là địa chỉ tin cậy của sao Việt và các doanh nhân chính khách.